Như vậy là sau khi mình móc được cái phần từ nách đến trên phần một phần của cổ bằng là khoảng từ 15 đến 16 cm. Mình móc được. Đây ha các bạn, đây. Thì bắt đầu mình sẽ ngưng. Mình sẽ chuyển qua móc cái phần, thêm một cái phần như thế này nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ quay lên. Bây giờ mình sẽ quay lên, các bạn sẽ móc thêm một cái đoạn hoa văn như thế này. Thì cách móc thì giống như là thay vì các bạn móc hồi nãy mình móc cái dây này dài, thì bây giờ móc cái dây này ngắn thôi. À, như vậy bắt đầu từ, nếu quên thì các bạn có thể xem lại cái phần móc ở ngay đây, hàng đầu tiên, hoặc là các bạn coi lại cái phần móc, cái phần clip ha. Ở đây các bạn móc một xích, mình quay sản phẩm lại. À, như vậy đầu tiên mình sẽ móc là một mũi đơn, hai mũi đơn, ba mũi đơn. Rồi, 1 2 3 xích. Bỏ 3 chân. 1 2 3 chân, móc vào chân thứ tư. Một mũi kép. Hai mũi kép. Ba mũi kép. 3 xích. Bỏ 3 chân, 1 2 3. Móc 5 mũi đơn. 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3. Đó, tương tự như vậy các bạn thấy là mình móc giống như cái hàng đầu tiên khi mình làm cái dây hoa đó, móc đầu hàng đến cuối hàng y chang như vậy luôn. Rồi đến cuối hàng. À, thì khi mà mình móc ở đây á, thì các bạn thấy là sẽ rơi vô cái hoa văn, cho nên là sẽ dẫn đến tình trạng là có thể mình thiếu hoặc mình thừa cái mũi. Thì các bạn cái khoảng này mình móc cũng ít hoa thôi, cho nên là khi các bạn móc đến đây mình thấy là thiếu mũi để mình hoàn tất đủ, như đến đây là đủ cái hoa văn, thì các bạn tháo ra điều chỉnh. Như đây nè, các bạn thấy nè, thay vì ở đây là bỏ 3 chân đây ạ, 1 2 3 bỏ 3 chân, ở đây thì mình chỉ có bỏ 3 chân thôi. Lý do là mình phải điều chỉnh để cho nó đủ cái hoa văn như thế này ha các bạn ha. Bây giờ mình sẽ lên hàng thứ hai, các bạn quay sản phẩm lại. Rồi ở dưới đây là 3 mũi đơn, thì ở trên đây sẽ là 2 mũi đơn. 1 2 3. Rồi, cái phần này các bạn có thể xem lại cái phần móc khi mà mình móc cái dây nơ lúc đầu, hoặc là khi mình móc như mình á, bản thân mình khi móc thì mình cũng sẽ xem lại đây, xem lại cái hàng đây, đây nè, hàng đầu tiên nè, mình lên hàng thứ hai nè, rồi mình lên hàng thứ ba. Đó, ở đầu và ở cuối là mình cũng đã có móc hết rồi, đây dây đầu và dây cuối. Đó, rồi khúc giữa thì mình móc y chang nhau, các bạn móc một đoạn giống như thế này ha. Rồi, mình nói lại ha, mình móc cái đoạn này qua đây và mình móc lên không khác gì mình móc cái mảnh này hết. Ở đây các bạn thấy hàng đầu tiên của mình là 3 mũi kép nè, 3 xích nè, à 3 mũi đơn nè, 3 xích, 3 mũi kép. Lên hàng thứ hai nè, 2 mũi đơn, 3 xích, đó là hàng thứ hai nè. Thì nó chính là cái hàng này nè. Đó, hàng thứ hai. Rồi tương tự như vậy các bạn, nếu mà các bạn đã móc đến đây rồi á, thì mình tin chắc là các bạn sẽ móc được, là các bạn cứ nhìn xuống cái phần hoa văn như thế này. Hoặc là các bạn nếu không thì các bạn tua lại cái phần phía trước á, cái phần clip phía trước mà mình đã móc từng hàng với các bạn một mảnh này. Như vậy thì các bạn móc nó một cái mảnh hoa văn như thế này lên. Đó.
ha. Ví dụ như mình thì mình đã móc đây, mình đã móc được. Đúng không các bạn? Thay vì mình ở cái phần dây ấy thì mình móc cái này dài, thì ở đây thì mình móc cái dây này nó ngắn thôi, lên thân áo như thế này. Còn cách móc đầu cuối y chang, không khác gì hết, không khác gì mình móc cái dây này hết. Rồi như vậy các bạn móc cho thêm cái phần này, thêm một cái phần hoa văn nữa, rồi các bạn cắt chỉ và các bạn kết chỉ lại vào cái thân, và các bạn móc tiếp hai thân này hoàn toàn giống nhau, không có gì khác hết, để mình sẽ có hai thân áo như thế này. Rồi, gặp lại các bạn khi mà mình móc hoàn tất hai thân áo ha. Như vậy là mình đã móc xong được một cái phần hoa văn như thế này. Mình nói lại ha, cái phần hoa văn như thế này thì các bạn móc y chang như là cái phần bảng này, không có gì khác hết, chẳng qua là cái bảng này mình móc dài ra, còn cái phần này mình móc ngắn lại thôi. Cho nên là khi móc á, các bạn có thể xem lại mình móc những cái hàng này như thế nào, thì móc những cái hàng này nó giống như thế này. Rồi các bạn móc được một thân, rồi sau đó các bạn quay qua cái thân sau, các bạn móc hai cái thân này giống nhau, giống y chang nhau luôn nha. Rồi bây giờ giả sử như là các bạn móc xong một thân nè, rồi các bạn lại móc tiếp một thân thứ hai. Vậy đến cái thân thứ hai thì mình sẽ kết vào bên đây luôn. Thì có hai cách. Một là các bạn kết thẳng như thế này, nhưng mà mình thử nếu mà mình kết thẳng như thế này thì làm cái cổ áo của mình nó có vẻ nó hơi bị tức cái cổ. Thế cho nên là mình sẽ móc ra khoảng 5 bính xích để cho cái cổ áo mình nó rộng ra một tí xíu nha các bạn. Rồi. Như vậy đây là ở cái cuối hàng rồi, cuối hàng của hoa văn ở trên cổ rồi. Thì các bạn móc cho mình 5 xích, 1, 2, 3, 4, 5 và mình kết vào cái thân bên đây luôn. Hay có nghĩa là mình móc một cái thân bên đây và bạn cắt chỉ hẳn luôn. Rồi sau đó mình sẽ móc cái thân thứ hai, và khi cuối cùng của thân thứ hai thì mình sẽ kết vào đây luôn. Ở đây. Và các bạn kết vào. Mình kéo mũi trượt qua. Đúng không? Và các bạn cắt chỉ giùm mình luôn ha. Rồi, tương tự như vậy các bạn móc cho cái phần kết ha, các bạn kết cái thân bên đây qua cái phần bên này. Như vậy là mình có thể có một chiếc áo sát nách. Nếu các bạn nào thích mặc sát nách đó, mình có để hình ở cái phần đầu video đó, các bạn thấy là có hai kiểu, các bạn có thể ngưng tại đây. Và lúc này thì mình sẽ viền mũi đơn thôi, đơn giản chỉ là viền mũi đơn, và mình sẽ viền cho nó gom lại thành mũi đơn, làm chúng ta đã có một cái chiếc áo crop top ha. Và dây nơ đây thì nè, các bạn cột, mình có thể cột phía trước hoặc phía sau tùy thích, nó đều tạo ra được cái mẫu áo như thế này. Nhưng màu áo này thì mình sẽ móc đúng cái phiên bản của áo, là nó có thêm một cái phần tay. Tay nó cũng nhỏ nhỏ ra đến đây như thế này, cũng với cái hoa văn đó luôn. Hay các bạn ha. Rồi các bạn nào thích móc như thế này thì mình chỉ viền cái phần nách lại cho nó gọn gọn lại. Viền bằng mũi đơn thôi các bạn. Sau cái hàng mũi đơn thì các bạn muốn viền cái họa tiết nào, thường thường là mũi kép đôi hay mũi kép đơn gì đó thì cái mũi sò á, sò nằm hoặc là sò đứng á, thì các bạn cứ viền. Còn không, một cách đơn giản nhất là các bạn cứ viền mũi đơn cho nó gọn cái phần này lại. Còn ở đây thì bắt đầu mình sẽ móc tiếp cái phần tay, và mình đã móc được một cái phần bên tay rồi. Bây giờ mình sẽ móc cùng các bạn cái phần tay bên đây ha. Tay bên đây thì mình móc thẳng như luôn, cho bạn thấy là khi mà mình móc cái kiểu mà tay thẳng mà không có ráp lại á, thì các bạn thấy cái sản phẩm mình nó mềm mại hơn nha. Rồi bây giờ mình sẽ móc phần tay nha các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ móc cái phần tay áo để phần nách tay ha. Mình đắp bằng móc từ bên đây, kiểu nó như thế này đó, cái phần tay của mình ha. Mình sẽ móc bên đây, mình kết qua, mình móc qua, móc lại, móc qua, móc lại, móc qua, nó lại đến hết luôn. Các bạn kết lại vào đây cho mình. Hai các bạn. Các bạn lên cho mình 1, 2, 3 xích. Rồi. Móc vào cái vị trí này cho mình 3 mũi kép. Cho mình 3 xích. Rồi. Cái phạm vi chỗ này nè, các bạn cứ móc như làm sao cũng được, miễn sao nó được là 5 mũi đơn.
mình dồn lại ha, để mình làm cái phần tay ở trên đó, nó hơi có cái độ phồng lên một tí xíu để nó ôm cái vai mình lại. 1 2 3 4 và mình qua đây một mũi nữa là 5. 1 2 3. Này các bạn móc cho mình ở cái vị trí giữa nè. Cái vị trí giữa 3 mũi kép. Ba mũi kép chung chân. Một. Hai. Ba. Lại móc tiếp cho mình 3 xích. Rồi. Ở cái vị trí này cũng vậy, các bạn cho mình là 5 mũi đơn ha. Vô làm sao cũng được, miễn là 5 mũi đơn thôi các bạn. Thì đương nhiên sẽ có những cái chân là mình bắt buộc mình phải móc 2 mũi đơn vào một chân. Ví dụ đây là 1, 2 ha. Mình móc thêm vô một chân này nữa. 3 nè. Qua bên đây. 4 5. Đó. Rồi, 1, 2, 3 xích. Các bạn vào vị trí này. 3 mũi kép. 1 2 3 mũi kép. 1 2 3 xích. Này, các bạn móc vào đây. Kéo một mũi trượt qua. Hay nói cách khác là mình móc cái hàng này như thế nào thì mình móc cái hàng cuối như vậy. Có phải là cái hàng đầu tiên á, thì mình kết vào đây và 3 xích lên hàng, mình móc 3 mũi kép. Thì ở đây cũng vậy, mình móc ngược lại là 3 mũi kép, 3 xích và xuống đây. Rồi bây giờ mình sẽ làm cái kỹ thuật vừa móc lên mà vừa câu qua cái phần nách. 1, 2, 3 xích. Là các bạn câu đây hàng tiếp theo, cái vị trí tiếp theo. Mình sẽ câu vào những cái vị trí giữa đây, những cái vị trí của những cái đầu hàng như thế này. Các bạn kéo mũi trượt qua. Rồi, 1, 2, 3 xích. Các bạn quay sản phẩm lại. Như vậy mình được hàng 1 rồi ha. Các bạn quay sản phẩm lại, mình móc hàng thứ 2. Các bạn đừng nhầm ha, mình móc đây ha. Còn cái này chỉ là cái mũi bám lên thân thôi. Mình phải móc vào đây nè. 3 mũi kép. Nói chung mình móc hoa văn á, thì thật ra là mình cũng sẽ chỉ nói với các bạn ở cái phần bám phần trên đầu với phần cuối thôi. Còn cái phần giữa này thì mình sẽ móc cái hoa văn bình thường, cái hoa văn hình thoi của mình á, bình thường. 3 mũi kép. 1, 2, 3. Ở đây là mình có là 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy thì mình sẽ móc là 3 mũi đơn. 1 mũi đơn. 2 mũi đơn. 3 mũi đơn. 1, 2, 3. Rồi, đến cuối hàng. Đến cuối hàng thứ 2. À chưa các bạn. Chưa ha, mình đây còn một hoa ngay chỗ này nữa nè. 1 2 3. Đây mình còn một hoa ngay đây. Rồi, đây mới là đến cuối hàng thứ hai nè. Thì cũng tương tự như vậy, mình sẽ làm 1, 2, 3 xích. À, các bạn câu mũi trượt xuống cái hàng tiếp theo. Đây, hàng này mình móc ha. Câu này. Các
các mũi trượt qua. Đó. Là mình đã được hai hàng cái phần tay. Bây giờ mình lên hàng thứ ba cũng như vậy luôn. 1 2 3 xích, mình lại bám vào. Cái mũi trượt qua. 1 2 3 quay sản phẩm lại. Đó, cứ cuối hàng là mình cứ vậy ha các bạn. Cứ bám vào và ba sản phẩm lên và móc tiếp, cứ vào đây là một cụm ba mũi kép. Đó, cứ lặp lại như thế này. Kết vô và bám lên, quay lại 3 xích và 3 mũi kép. Rồi bây giờ mình sẽ móc cái hoa văn tiếp theo. Cái hoa văn tiếp theo thì các bạn thấy là ở đây là mình được 1, 2, 3 3 mũi đơn rồi. Như vậy mình sẽ lại móc 1 mũi kép ở giữa đây. Và khi móc 1 mũi kép ở đây thì mình sẽ phải thêm 1 mũi kép ở đây. Như vậy cái hàng này là một cụm 3 mũi kép, 3 xích, 1 mũi đơn. Cứ xen kẽ như vậy. 1, 2, 3. Xen kẽ một cụm 3 mũi kép, 3 xích cách một mũi đơn, 1 2 3 xích. Là các bạn móc mũi đơn vào đây. Móc cho các bạn đến vài hàng ha, thì các bạn sẽ thấy cái quy luật nó lặp lại. Thứ nhất là cái quy luật cái hoa ở cái phần mà mình làm dây nơ á, với lại cái hoa ở phần trên trên cái phần cổ áo á, với lại cái hoa này thì nó cái quy luật móc nó giống nhau. Chỉ mình móc với các bạn là do cái phần mà bám ở trên cái phần nách áo để tạo thành cái tay áo á, đó, thì mình móc với các bạn cái những cái vị trí đó. Và khi các bạn móc theo mình thì chắc chắn các bạn sẽ nắm được cái quy luật cho những cái hàng tiếp theo. Đây, đến cuối đây nè các bạn ha. Mình vẫn phải đúng quy luật ha. Là chưa hết hàng nè. Nè, đúng quy luật nè, bao giờ ở cuối nó cũng sẽ là một cụm 3 mũi kép, 3 xích. Này, các bạn sẽ câu mũi trượt vào cái hàng tiếp theo. Đây. Các bạn kéo mũi trượt qua, đây mới là kết thúc hàng. Đây là kết thúc hàng. Đó, đây là kết thúc hàng. Và bây giờ mình sẽ lên hàng mới. Lên hàng mới thì là 1, 2, 3. Câu vào đây. Đây nè, câu vào. Hay là vào câu vào cái hàng này nè các bạn. Đó, nó nằm như thế này. Nhưng mà mình móc vào cái mũi thì nó chắc cái mũi móc của mình hơn. Thì mình lên hàng, đúng không? Và 1, 2, 3 xích. Mình quay sản phẩm lại. Đó, cứ như vậy thôi. Và khi quay sản phẩm lại thì bao giờ cũng móc tiếp theo ở đây là một cụm 3 mũi kép. Rồi, như vậy đến đây là hoa mới nè. Hoa mới. 1 2 3. Tạo hoa mới. Này, móc đến cuối hàng bên kia ha các bạn. Nè, ở đây là mình đến cuối hàng nè. Thì cuối hàng bao giờ cũng phải móc vào đây. Một cụm 3 mũi kép và 3 xích để bám vào cạnh. 1 2 3. Rồi, 1 2 3 xích. Đúng không ạ? Bám vào cạnh đây. Cái mũi trượt qua là kết cái hàng này. 1 2 3 xích. Mình câu vào hàng tiếp theo bằng kéo mũi trượt qua. Rồi, 1 2 3 lại quay sản phẩm lại. Này, và lại đây 3 mũi kép.
hoa văn này bình thường ha các bạn. Các bạn đã móc được hai cái phần ở cái phần cái bảng dây nơ ở dưới áo với lại cái bảng trên ngực rồi, thì ở đây thì cũng như thế thôi. Các bạn móc cho đến cái phần bên kia. Cuối hàng. Ở cái phần giáp vừa cái nách áo á, bao giờ nó cũng có một cái hàng ba một kép chạy dọc theo hết. Nên là các bạn thấy không? Bao giờ nó cũng có một cái hàng hết. 1 2 3 xích. Mình sẽ móc vào đây. Bây giờ tương tự như vậy, cứ mình lên một hàng mới thì cứ một cái hàng này là mình làm một hàng mới của mình thôi. Vẫn là 1, 2, 3. Các bạn câu vào đây. Kéo mũi trượt qua. 1, 2, 3. Quay sản phẩm lại. Ở đây là 5 rồi thì mình sẽ vô là 3. 3 thì bắt buộc mình phải vô trong đây. Đây các bạn, móc cho đến bên kia. Đây, đến cuối hàng. Bây giờ cuối cũng là cụm 3 mũi kép 3 xích. Mình sẽ kết vào đây. Kép mũi trượt qua. Lên hàng mới. 1, 2, 3. Câu vào hàng mới. Kép mũi trượt qua. 1, 2, 3. Quay sản phẩm lại. 3 mũi kép. Cứ lặp lại như thế ha các bạn. Đó. Đó là cái cách mình bám và mình lên hàng. Còn cái phần đây thì các bạn móc cái hoa văn bình thường. Và các bạn thấy là cứ luôn luôn có một cái hàng xéo 3 mũi kép chạy dọc bên cái thân này. Đó là đúng. Này, bây giờ đến đây là mình lại tiếp tục, các bạn thấy đây là 1 2 3 mũi đơn thì bắt buộc sẽ móc ở đây là một mũi kép, và khi một mũi kép ở giữa thì nó sẽ là cụm 3 mũi kép và một mũi kép. Nhưng ở đây mình có là cụm 3 mũi kép rồi nè. Như vậy 1 2 3. Này. Một mũi đơn. 3 mũi kép. Một mũi đơn. Đó. Hoa mình lặp lại. Rồi các bạn móc đến cuối hàng ha. Rồi đến cuối hàng. Các bạn lưu ý giùm cho mình, các bạn đừng có quên ha. Các bạn cẩn thận, nhiều khi mình bị móc mất á, mất hàng, cho nên cái tay của các bạn nó sẽ bị co lại, nó không có đúng. Mình nói là bao giờ cái phần giáp bên nách này nè, nó cũng sẽ là cái đường thẳng, đường xéo này, nên là bao giờ nó cũng là ba cái mũi kép nó xéo lên như thế này. Đó, nó xéo từ từ lên. Như vậy đây là các bạn thấy là ba mũi kép nè, đến một mũi kép nè thì nó phải có ba mũi kép nữa. Đó. Cuối cùng bao giờ nó cũng sẽ là ba mũi kép hết. Ba mũi kép nè. Và ba xích nè. Mình bám vô cái hàng tiếp theo. Đây, mình bám vô cái hàng tiếp theo. Cái cạnh tiếp theo của cái hàng tiếp theo thì lúc này nó mới là hết, hết một hàng. Và mình sẽ lên hàng mới. 1 2 3. Đó, thay vì mình quay lại mình móc, nhưng mà đây là bắt buộc phải bám, bám lên sản phẩm. Đúng không các bạn? Đó, mình sẽ bám lên sản phẩm như thế này. Đây là mình bám lên sản phẩm, mình bám lên hàng á. Rồi 1 2 3 này mới là mình quay sản phẩm lại. Đó. Và lại là 3 mũi kép. À, lúc này mình sẽ móc hoa mới. 1 2 3. Đó, các bạn thấy mình cứ lặp đi lặp lại là vậy, như thế này thôi. 2 3. Và
bên đây thì mình sẽ khép cái hình thoi này lại. 1, 2, 3, 1 xích. Đây, đây, các bạn móc đến cuối hàng bên kia ha. Đây là cuối hàng rồi, bây giờ 1, 2, 3 thì nó cũng sẽ, nó vừa, nếu các bạn móc đúng thì cái hoa văn nó vừa đủ, mà nó sẽ tạo ra cái quy tắc là bao giờ cũng sẽ có 3 mũi kép, cụm 3 mũi kép ở sát cái phần nách này. Như vậy mình làm 1, 2, 3 để mình kết vào cái hàng tiếp theo, cái mũi trượt qua. Đây là kết thúc hàng này. Bây giờ mình sẽ lên hàng mới, mình sẽ bám lên hàng mới. Đây ạ, à, đây mình sẽ bám lên hàng mới, cái mũi trượt qua là mình bám lên hàng 3 xích và mình lại quay sản phẩm lại. Quay sản phẩm lại thì lại là 3 mũi kép. Rồi đến đây mình xem mình đã móc tiếp ha. Đây là 1 2 3 thì nó sẽ là 5. 1 2 3 4 5. Này, các bạn móc tiếp ha. Này, đến cuối hàng. 1 2 3. Đó, hoàn tất cái hoa hình thoi này thì cũng là đến cái 3 mũi kép, cụm 3 mũi kép ở cuối hàng. Lên hàng mới. Quay sản phẩm. Đây, vào đây 3 mũi kép. Các bạn mình cứ lặp lại từ nãy đến giờ, nó cũng chỉ có một cái quy luật đó thôi. Rồi bây giờ ở đây là 5 rồi, 5 thì bắt buộc phải 3, mà 3 thì mình phải vô trong đây. Như vậy nó là 1 xích. Một xích. Rồi các bạn móc đến cuối hàng ha. Rồi lại đến cuối hàng nữa các bạn ha. Mình móc hàng này rồi móc thêm một hàng nữa thì các bạn sẽ thấy là nó cứ lặp đi lặp lại thôi. Kết thúc hàng, bám đồng thời lên hàng mới. Lên hàng mới, 1, 2, 3. Quay sản phẩm lại. Rồi, lại vào đây là 3 mũi kép, 1, 2, 3 mũi kép. Rồi mình móc đến vị trí này. Đây được làm 1, 2, 3 mũi kép, 3 mũi đơn rồi. Như vậy sẽ làm một cái mũi kép ở giữa. Mà khi móc một mũi kép ở giữa thì nó sẽ xen kẽ là một mũi kép cụm 3 mũi kép, đúng không ạ? Như vậy đây thì mình được là 3 mũi kép rồi. 1, 2, 3 xích, 1 mũi kép, 3 xích, cụm 3 mũi kép xen kẽ nhau. 1, 2, 3. Cứ xen kẽ như thế. 1, 2, 3. Rồi. Rồi đây các bạn. Đây ha, đây nè. Này các bạn nhìn cái hàng nè. 3 mũi kép nè, 3 xích nè, 1 mũi kép thì nó cũng chính là cái hàng này nè. Đó. Đúng không?
không ạ? Mình đã móc cái hàng này rồi, rồi bây giờ mình móc thêm cái hàng này nữa, thì bây giờ những cái hàng tiếp theo như thế này đó, nó cũng không có khác gì hết, hoàn toàn không khác gì hết. Như vậy các bạn cứ móc tiếp giùm cho mình ha, móc tiếp đến khi nào các bạn đụng hết đến cái phần xéo của cái phần nách, đến cái phần này đó là mình đã hoàn thành xong cái tay áo. Cái hàng này cũng bám vô thân như thế này, hàng này nó chính là hàng này đó. Và cái móc hàng tiếp theo nó sẽ chính là cái hàng này, cứ lần lượt như vậy, móc lần lượt như thế cho đến đây đó. Thì các bạn sẽ được cái phần tay áo giống như mình đây. Các bạn thấy không? Cách móc này nè, các bạn nhìn nè đó, như mình nói là bao giờ ở cái phần nách này nè, cái phần cong của nách này nè, nó sẽ có một, bao giờ nó bọc một cái hàng ba mũi kép chạy dài hết đến đây luôn. Và cái cách móc này thì là mình móc cái phần tay áo bằng theo cái kỹ thuật là mình móc thẳng vô cái phần thân luôn, chứ mình sẽ không có kết. Mà kết thì nó sẽ làm dày cái phần áo, cái nách áo của mình cử động á, thì nó sẽ không có mềm mại cái áo ha. Tùy mẫu, như mẫu này thì mình sẽ móc cái phần tay như thế này. Rồi các bạn móc ha, các bạn móc hết đến khi gặp lại các bạn ở cái phần cuối đây là mình sẽ kết thúc cái phần tay áo. Rồi như mình là mình đã móc được đến cái phần nách áo rồi nè các bạn, đó phần ngang á. Thì cũng không có quan trọng là mình đến cái hàng nào, tại vì mình sẽ móc theo số đo. Cái số hàng của mình á, với các bạn nó không có giống nhau, cho nên là các bạn cũng đừng có quan tâm. Mình chỉ biết là mình đến cái phần đây ha, thì mình kết cái phần đây và mình lên, thì mình cũng tiếp tục giống như vậy thôi. Mình cũng bắt vào cái hàng này thôi, mình cứ móc tiếp. Và đến đây thì mình chia làm đôi mình móc, nên là mình lên ha, mình cứ móc khi nào hai phần nó giáp với nhau là mình cắt chỉ luôn. Rồi ví dụ như đây là mình móc cũng hàng cũng gần đến cái phần cuối rồi ha. 2 3. Rồi bây giờ đây nè, hai bên ở đây rồi, vì còn khoảng giữa ha, mình sẽ móc một cái hàng giữa này nữa. Cũng không nhất thiết là phải đủ 3, mình vô giữa đây ha. Rồi mình lên. Rồi, như vậy là hàng này là hàng cuối cùng của phần nách rồi đó. Các bạn sẽ móc mà đến cuối bên kia thì nó sẽ là đụng với cái phần đây. Đây. Ở bên kia là mình cũng sẽ đụng đến đây nữa là xong. Mình sẽ cắt chỉ luôn. Mình còn đây thì cứ quy luật móc như bình thường. Là mình đến cuối cái hàng đó nè. Thì mình sẽ móc vô cái vị trí mà cái phần ngang đó các bạn ha, đến đây, và các bạn kéo mũi trượt qua luôn. Đó, như vậy là mình đã xong, mình đã móc đây rồi, mình đã móc xong cái phần tay rồi. Và bây giờ các bạn viền thì mình đầu tiên thì mình viền một hàng mũi đơn thôi, các bạn móc một xích ha, rồi cứ ở dưới là có chân thì ở trên mình sẽ móc một chân đó, mình cứ viền đều như thế này, mình cứ viền đều. Rồi sau khi cái hàng này rồi, các bạn muốn viền mũi sò kép hay là mũi sò đứng gì, mũi sò nằm hoặc mũi sò đứng gì đó thì các bạn cứ viền. Còn không thì như mình thì mình cũng không có móc mũi sò làm gì, mình cứ để thẳng như thế này thôi là mình sẽ xong cái phần tay. Mình chỉ viền một hàng mũi đơn thôi là mình xong phần tay, và các bạn cắt chỉ luôn. Như vậy là mình đã hoàn thành xong cái chiếc áo cũng với cái họa tiết hình thoi giống như thế này các bạn, móc tay. Nhưng mà nó có khác biệt là cái phần thân á, mình sẽ móc bằng mũi kép đôi.
có thể nó sẽ rút ngắn được cái thời gian mình mất, và do cái mũi nó sẽ là cao hơn cái mũi đơn của mình. Và cái phần này thì các bạn có thể mặc cái này, cái hai cái phần cổ trước và cổ sau nó bằng nhau như thế này và nó hơi thuyền ra, cho nên là mình làm bằng nhau, không có phân biệt cổ trước cổ sau, hai cổ đều bằng như nhau, cho nên là các bạn muốn mặc cái nào thân trước thân sau đều cũng được hết. Nếu trước thì mình sẽ cột dây nơ như thế này, hoặc là sau nó cũng là một cái kiểu. Các bạn nào mặc chân váy bút chì hoặc là quần short thì mình vẫn có thể mình làm cái này là một cái nơ phía sau, nó cũng hay, tùy vào sở thích nha các bạn ha. Này, như vậy là mình đã cùng với các bạn móc thêm một cái kiểu áo với cái họa tiết hình thôi, nhưng mà mình biến tấu ra một tí xíu. Lần trước thì mình cũng đã có móc một cái mẫu hình thôi rồi đó, bây giờ thì nó khác một tí xíu và nó có cái phần dưới đây mặc lên cũng khá là lạ và trẻ trung ha các bạn ha. Hy vọng các bạn sẽ thích màu áo này. Mình hẹn gặp lại các bạn ở những mẫu lần sau. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Bye.